TTS-1100 thì hình là Panasonic 18i. Giờ mình hướng dẫn cách sử dụng máy tiện này ha. Thì đây là nút on off máy nè, có chìa khóa này mình gạt, đây là on máy ha. Thì màn hình nó đang lót lên đó. Còn giới thiệu sơ về con máy thì đây là phía trên, đây là cái cơ cấu robot ha. Cơ cấu của robot này nó ba cụm này ha. Đó. Rồi bên kia một cụm nữa, thì cái này là có hai đài dao. Mâm là 160, tức là mâm 6 in. Có hai đài dao ha, để độc lập. Đây. Sau khi mở máy lên thì nó đây, nó ra cái giao diện ha. Thì mình bấm vào nút này xác nhận cái ha, bấm vào đây đó. Rồi đồng thời mở nó sinh tết rồi ra, nếu như mình chưa mở ha, đây nó có một nút ấn sinh tết nữa. Rồi đây là nút viết đi máy này đó, nhấn nút này là máy viết đi. Rồi bây giờ mình vào cái giao diện của phone nút thì mình bấm vào position hay rồi game gì đó ha. Rồi giao diện thì nó có mấy cái mod chức năng như thế này, thì hiện tại nó đang tích hợp giữa ha, Euro đây ha. Rồi MDA và JOC kết hợp đây, và Hindo là cụm này, và bên này là Edit, còn bên gạt của đây là Memory đó. Mà để chọn chức năng này hay là chức năng bên tay hay chức năng tự động thì mình lại lựa chọn dưới đây ha. Thì đây là chức năng tay. Đây là nút viết đi nè, đây là nút chọn trục X nè, chọn trục Z nè, chọn một trong hai trục. Rồi đây là chọn đề 1, chọn đề 2. Rồi mấy cái phím này là của robot ha, robot thì mình không sử dụng. Còn tương tự là chức năng tay của đề 1, chức năng tay của đề 2, chức năng tay robot thì mình chỉ sử dụng hai cái này ha, mình loại trừ robot ra. Tương tự bên này thì bên này là chức năng tự động của auto của đài 1 ha, chức năng tự động auto của đài 1. Thì khi mình chọn bên này thì tất nhiên là đài bên này chức năng tay nó sẽ tắt ha. Đó, tương tự đài 2 này, đó. Thì tiếng này nó tắt. Còn khi mình chọn chức năng tay thì chức năng auto nó sẽ tắt. Đây. Mình chọn chức năng tay thì mình sẽ sử dụng cái này, cái mode này ha. Đó, chức năng handle này, ví dụ như mình xài trục Z nè của đài 2, đang đây là đài 2 đúng không, thì mình chọn trục Z chạy mình quay âm vào ha. Đó, đang quay. Tương tự chọn X, đó, đang quay âm ok ha. Rồi mình chuyển đài 1 thì mình chọn qua đây đài 1. Rồi tương tự mình cũng chọn trục Z, tương tự X nè, số nó quay này ha. Còn để zero thì mình phải zero Z trước, thì mình chọn qua mode zero này, đây là mode zero. Thì đang ở đài 1 thì mình sẽ zero đài 1 trước, mình chọn Z này. Thì đây nó có cái góc cộng một từ, mình chọn góc cộng đây, chọn góc cộng một ha. Rồi xong tương tự mình chọn X góc cộng qua tọa độ position coi nó zero là ok ha. Rồi tương tự đề 2 mình cũng chọn đề 2, rồi mình chọn Z dốc cộng, rồi X dốc cộng, đó là cái zero đề 1 đề 2 ok. Thì đó là cái chức năng zero xong. Thì nếu như mình chọn ở chế độ đây ha, ở chế độ dốc hoặc MDA, thì ví dụ như mình chọn dốc, mình bấm dốc cộng dốc trừ đây, mình chọn trục đây, dốc trừ đây, thì làm nó đang chạy vô này ha, đang theo đây. Đó. Còn mình để đây mà mình gõ lệnh thì tất nhiên đó, thì mình vào program này gõ lệnh thì nó sẽ ăn theo MDA.
dường như M3S200. Rồi, bấm start đây. Start đây 2 đây ha. Đó, là nó chạy. Nha. Thì nó thích hợp cả giót, nếu như mình chọn giót cộng giót trừ thì nó lại chạy giót. Còn mình để là em đây mình gọi đồ game gọi lệnh thì nó lại chạy lệnh. Rồi. Thì mấy cái này. Đây là chiếc chỗ này là kẹp nhã, đang đề 2 ha. Thì bên này là đề 2, bên này là của đề 1. Bên này auto của đề 2, đề 1, auto của đề 2. Thì đây. Đề 2 thì đây là nút kẹp nha, nhã. Ha, kẹp nhã. Chỗ này là thay dao. Thay dao thuận lược ha. Thay dao thì nó bắt buộc mình ở vị trí zero mình thay dao ha. Đó mình chọn Z cộng. Ha, X cộng. Ok, rồi mình mới thay dao nè. Mình bấm vào thay dao nè ha. Thay dao ngược, thay dao thuận nè ha. Thì hai cái nút này là nút thay dao. Tương tự bên đề 1 cũng vậy, là hai nút này là thay dao. Cái này là kẹt nhã, cái này là chạy trục chính. Đề 2 là chạy trục chính đề 2 nè. À, đang nhả không cho chạy ha. Chạy vào. Chạy nè. Tắt, chạy tắt. Ha. Còn này là shutter ha, chiếc bộ tải thôi ha. Thì mình chỉ sử dụng đề dao, nút chạy trục chính, rồi kẹp nhã ha. Rồi chức năng auto thì mình, nếu như mình muốn sử dụng edit hoặc là memory thì mình chọn bên đây đề 1 hoặc đề 2 nha. Đó thì mình chọn qua đây thì mình gạt qua đây nè. Khi mình bấm đây thì cái mod này nó không có hiểu nữa, nó sẽ hiểu thêm mod này là nó đang hiểu lên edit ha. Đó, còn mình gạt qua đây là nó hiểu auto memory đó edit ha. Thì tương tự cách soạn chương trình như thế nào nó cũng giống như mấy cái dòng máy khác, là mình cứ đánh tên chương trình ha. Ô 11 đi ha, 55 insert nè. Đó, nó ra chương trình rồi mình viết thôi ha. G28 0 chấm ha. D 1 đó thì mình viết vậy thôi. Đó. Với đó là cái chương trình ha. Rồi tương tự mình lấy auto thì mình chọn đây. Đó, mình gạt qua đây thì nó ra memory nè. Nó ra memory. Rồi bây giờ mình chọn đề 2. Mình đang đề 2 ha. Mình chọn auto đề 2 thì mình bấm start đây. À, start đây. Bấm nó chạy rất nhanh ha. Giả lại. Rồi thì đây là single lock nè. M01 nè ha. Mình chọn single lock. M1. Chọn single lock ha. Bấm start nè ha. Stop, start, stop. Còn đây là start, stop của tổng luôn, nó xài cho robot và cả ba đài á, đài 1, đài 2 và robot. Thì mình không có sử dụng này, mình sử dụng đây ha. Đó, thì ha. Đó, thì nó có chạy thôi, mình bỏ single lock ra. Đó, thì ok ha. Đó, còn có vấn đề offset thì mình vào offset đây. Offset mỗi đài độc lập nhau nha. Đó thì nó có trang offset ha. Vào ghế Mutri thì nó có trang ghế Mutri nè. Quy là bù ha. Đó thì mình sẽ ra dao nó offset từng dao thôi. Còn để mà truyền chương trình vào thì cũng tương tự, là mình để vào chế độ này ha. Chế độ là vào được mod edit nè. Vào RAW game ha. Ví dụ như mình lấy máy tính mình truyền ha. Đây là cổng truyền RT32 nè ha. Cổng vào. Thì đường truyền nó đang là 19.200. Ví dụ như muốn truyền chương trình 1133 nè ha. Mình send. Đó. Send vào. Mình send vào. Thì mình ở chế độ edit nè. Thứ nhất ở chế độ edit nè. Là mình phải để qua chế độ auto trước ha. Chế độ tay nó đã tắt rồi, chế độ auto. Mình chọn đề 2. Ok. Rồi RAW game ha. Ô. RAW game ha. Ô 1133. Rồi là cái mũi tên ha. Bấm read. Đó. Rồi nó vào rồi đó ha. Bên này đã truyền ok ha. Đó, tương tự mình muốn rút ra cũng vậy, mình bấm ô khen cái này đi ha. Ô
1133 ha. Trên máy tính mình rút trước, mình để thao tác rút rồi, mình chọn bên bấm reset rồi là ok ha, nó rút ok. Thì đó là cái tiền rút. Còn tương tự mấy chức năng là nước rồi ha, mình chỉ sử dụng single lock nè, M01 ha. Còn cái này là nước, cái này là nút start stop đề 2, start stop đề 1. Muốn chuyển đài thì mình cứ chọn qua mode đây, mà chuyển qua mode đây thì mình chọn chế độ tay ha, chế độ tay thì thay ra đó, thay ngược lại ha, chế độ tay. Còn mình điều khiển cơ cấu robot tay thì mình dùng cái bộ này đây. Nói đi. Đây thì mình muốn gyro thì gyro các cặp là nằm ở đây ha. Đây là gyro X ha. Đây gyro Y, gyro Z. Muốn gyro thì mình gyro Y trước, rồi xong tới Z rồi mới tới X. Thì làm luôn anh thấy nè. Rồi bây giờ mình sẽ gyro ha. Giờ chạy tay nè, chạy tay rồi, cho chạy tay được. Trước X nè, rồi. Bấm ở đây là chạy nhanh nè. Bấm cái nút bên này, qua nhanh. Nhân 1. Đó, đi ít chạy qua chạy lại nè. Nó ra nó chạy theo cái cơ cấu trục như thế này ha. Đó. Rồi chạy y xuống nè. Y chạy xuống nè, mình chọn trục y mình quay tay xuống nè. Mình bấm nè. Bên này luôn thì nó chạy nhanh, bấm cái nút bên này. Nút này. Ok, bấm giữ nút đó. Chạy nhanh xuống nè. Rồi. Z nè, chạy vô chạy vào âm nè. Đó. Rồi xuống đây mình có thể là xoay. Xoay A sang B. Gấp hoặc là B sang A vậy đó. Thì cái này đây. Mình chọn qua A sang B, B sang A nè. Đó. Bấm bên này thì là A qua B, bấm bên đây là B qua A. Bấm nó có hai cái nút qua lại. Rồi bây giờ ở đây có thể là kẹp A kẹp B nữa nè. Kẹp A kẹp B thì lên đây. Đó, mình chọn mode A, B. Ngã ra. Kẹp lại. Ngã ra. Rồi. Kẹp B á. Kẹp B thì gạt lên đây. Có A chứ, có A này bên kia này, bên xanh này. Bên đài bên trong này. Ok. Rồi zero. Zero thì phải chọn Y trước để cho nó rút lên trước không nó vướng. Thì bấm giữ. Đây, bấm giữ hai nút này. Giữ hai nút. Đó, hai nút này nhanh, còn một nút thì nó cũng zero được. Ok. Đó, zero nó sáng đèn. Zero sáng đèn là ok. Tương tự zero Z. Đó, sáng đèn. Rồi tiếp tục zero X. X nè. Đó, mình cứ chọn tục rồi mình bấm giữ lúc này. Đó, nó sáng ba cái đèn này là nó sáng đèn nè, ba cái đèn dưới cùng này là robot ok nè. Nếu mà nó không ok là nó chắc. Okay. Rồi bây giờ tiếp tục cái cơ cấu A và F. Cơ cấu A bên này ha. AB nè, AB. Đẹp nhỉ, AB. Rồi xây AB cũng như vậy thôi. Đó. Rồi A thì bên đây. A F kẹp nhã này. Kẹp nhã ở đây, mình chọn mỗi chọn E đây ha. Bấm kẹp tay nút hai bên đó. Kẹp. Nhã. Rồi. Đây, F thì qua đây cũng vậy. Kẹp. Nhã. Rồi, kẹp. Nhã. Rồi. Xoay qua. Qua đây. Đó, xoay qua. Nó sẽ xoay qua nè, xoay qua lại, xoay ngược lại nè. Mà nó muốn thằng này chạy vô thì phải mở thằng này ra. Muốn ép chạy qua E thì phải mở thằng E ra. Mở kịch nhã E ra. Đang kẹp vào rồi. Mở thằng này ra nè. Rồi, xoay. Xoay thằng này lại. Đó, chạy qua vô. Vô đây thao tác kẹp nhã gì trong phẩm á. Xong rồi chạy ra lại. Bấm cái chạy ra lại. Lại. Đó. Rồi, đó là cơ cấu chạy tay vô. Chạy vô, chạy ra đây, chạy vô đây, quay cái này vô thôi. Nói chung là lập trình thôi, chứ còn đây mình chỉ chạy sơ bộ bằng cái tay thôi. Chạy có tay cái thôi. Chức năng mà xây đồ có kiểu thì nó xây được hết đó. Xây kẹp được có kiểu.
đó là cái cơ cấu hệ thống robot, cơ cấu chạy tay nha. Rồi. Chạy sơ bộ vậy thôi, để lập vậy thôi. Còn muốn chạy auto của chương trình thì mình cứ chọn auto nè. À. Đó, và mình dài lắm. Rồi bây giờ mình lấy quay luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chương trình ra 108. À. Tương tự đài 2. Đài 2 mình cũng chọn vậy ha. Ô 108. Đó. Rồi, thì mình chọn mode auto nè. À. Để là single lock đây. À. Tắt luôn. À, bật qua đây là memory ha, memory. Thì bên đây là 1 đó vậy ha, memory thì bấm start đây. Start từng đài. Start hai đài. Đó, nó rồi. Dừng từng đài, bấm từng đài cũng được luôn á trong. À, thì mình bấm dừng từng đài thì bấm đây dừng nè. Rồi bấm start tiếp. Ha, còn có thể là mình dừng đài 2. Bấm tiếp. Đây này nó xài độc lập nhau. Nó gắn vô. Cháu nó chưa đều. Cái này gọi là biết hết chưa? Nó hết chưa? Nước này gì? Nghe là kịp.